đó. Đâu có nào mấy đứa kia nhẫn nhịn mấy đứa kia mày nó la mày la quá trời cái đứa nhẫn thôi nhẫn nhịn bị quá lộ á. Dạ ơi má dữ lắm, ngàn mặt quanh rồi đã nói ngay giờ là làm đó. Đó là chứ giờ nguyên giống à, nguyên mà giống nói chuyện cũng giống tướng tá giống vậy. Đúng vậy đó. Phải như con nguyên mắt tròn chút nữa là giống dữ tợn, giống trăm trăm à. Dạ chữ nguyên nó hoạt bát nó cũng dữ lắm. Bởi tôi đặt ha chằng á, bà chằng đó là vợ tôi đó à, rồi chằng cô đó là con Trương, rồi chằng cháu là Nguyên đó, là vậy đó. Má nó bà chằng, bà chằng tới cô đó cháu dữ vậy đó. Dạ. Mà tặng thêm nó cải tao cũng không hiền nó luôn, nó phải cải nó tiền. Mà hãy mình này mình dở mình thương nó thôi. Anh Đông ngồi ấy, ngồi ngoài sau giống như em ấy, ngồi ngoài sau giống như anh ấy á. Thì mới mới thấy chỉ có tụi tới maximum có cột 8 thôi. Còn chị em đã ở đây ngồi đó. Dạ. Thôi bây giờ anh nghỉ đi. Dạ. Bây giờ tôi cũng đủ rồi. Đó con thấy bảy. Anh Đông ngồi đây anh Đông. Cái ghế này bảy chạy một tua. Bây giờ để đó cái thiện nó. Ba ba chạy tua mới được. Sáng thôi. Bữa nay chưa có tập. Anh Đông ngồi đây. Cái chữ maximum á là tiếng maximum maximum. Dạ tiếng Mỹ nó cũng xài cái đó. Dạ. Nó cũng mà Mỹ quá, cũng như cái tiếng nào qua công ra thì nó cũng lấy của nước ngoài. Dạ. Đâu có gấp lộn quá nhá. Dạ, sau này. Chị gọi ghế lên sau này. Xin lỗi chị là không phải bên má em. Mình không quay chung. Em muốn nói chuyện với má em. Đâu mà chơi đâu. Đó. Nào đây. Con Sáu đi hả? Dẫn vào cho không thấy đó. Dạ. Ừ. Đó vậy đó. Bây giờ nó nói ra cho mình giấu tiếng. Dạ. Rồi bỏ chuyện đó đi cô Tám. Nói chuyện gì má con nữa đi cô Tám. Chuyện con hồi nhỏ cũng được nè. Anh Đông hồi nhỏ, chị Hai hồi nhỏ cũng được nè. Đông hồi nhỏ ha. Mà ta đi đám cưới đằng năm tổ á. Ta báo cổ đi dài cứ bốc quà vậy nè. Bốc cái gì vậy chính? Bốc quà ăn, bốc quà ăn, ta báo cổ đó. Trời ơi, nó không sợ ai trăng á. Không có sợ. Không sợ ai trăng. Không sợ ai. Còn kêu còn kể rồi mấy tên thương kể ai đây đám vỗ mà lợi cái bàn thờ. Sao Đông chứ em? Đông thờ chung là bốc. Ăn rồi chung ăn rồi chung với sạn. Rồi sao mất hết tên gọi mấy cái này, sao nó mất tiền tên ngủ sạn. Thằng này con còn nhớ hồi vậy mà hồi đó con còn nhớ cái hồi còn nhỏ nè, chắc lớn cỡ như bây giờ á, kể là cô mời dạ nó đau có rồi nó sẽ hết đau mà mày chưa biết. À, bây giờ vậy nè, con nói vậy nha, cậu Tám nghe. Nhưng mà rồi cậu Tám trễ chuyện hồi xưa đi. Ờ, giờ là hồi xưa nhỏ đó. Hồi nhỏ đó, má con sao kể vậy đi. Đừng cứ kể mà lúc đó. Ờ. Dạ buồn lắm. Dạ. Coi như má con có ở đây chứng kiến cái này tụi con về. Cũng vui vẻ này kia. Gia đình hồi đó là cũng chưa có chồng rồi, gia đình nó cũng hoài dữ lắm. Cũng hoài nhãn. Ông ngoại đi kể chuyện ông ngoại bà ngoại đi. Ông ngoại bà ngoại á là dạ. Cũng thông minh à. Dạ. À ông ngoại có thủ kỳ hạ thông minh. Con nhớ hồi đó con qua ông ngoại con chỉ nhớ minh. Là cái đồng tiền mà tròn vậy đó. Mà thông nhà thì là lớn là lắm mà con ở ngoài sao. Dạ. Ừ. Cũng như là cao khỏe là ông ngoại tôi cũng mười đó. Dạ. Thông minh. Dạ. Rồi ông nói giỏi gì đã. Dạ. Ông là đẹp người. Giỏi gì mùa lũ ba lắm mà chính. Đẹp người, thông minh, ăn nói ngon lành. Lúc mà 85 tuổi ăn nói ngon lành. Dạ, ông cụ. Ờ, rồi trẻ bắt năm 1905. Dạ. Là ổng làm xã trưởng. Dạ. Rồi năm 1905 là tay nó bắt đầu cắt cầu lộ từ một ngày xuống thành phố. Dạ, hồi xưa kia. Dạ. Cái vùng nó mới mẻ vậy đó. Rồi năm nào nó cắt bắt cầu ở bông.
ông bồng thì tao bắt cậu mình dán nó lâu đời nhất nhất rồi dạ. Đó vậy nhưng mà hồi con biết là cậu bồng sập trơn rồi mà rồi họ cảm thấy lợi thôi nó tin là cái lũ chánh dạ. mới đắc thần dạ. Là hồi đó là con mới lắm cái xứ sở là mới lắm và ông nội tôi con kêu nội là bà già bà cô đó không có chứ xe đạp dạ bắt tôi đi kể lại là khi mà bà nội á mang bầu ba đó ông nội nói thôi bây giờ tính tử gì sao không biết ông nói là thôi bây giờ bà nội tin bố nói thôi bây giờ nói với bà cố á nói thôi chị cho bố gì cứu mà nếu mà đúng cái số á thì ba không chết thì bà nội con mới về mà đó nhiều đó đang xanh rồi đó, ông dùng bùa hay là gì biết là ông xanh cái vùng đó ở đó thì cứu được bà nội của bà. Thì đúng sao mà về thì bà nội lại không xanh, mà đúng cái lúc mà là dỗ của ông cố là ông là cha chồng, thì dâu là phải đi vô, chứ là không có hiện tượng gì để xanh hết anh, thì đi vô để ăn đám dỗ, chiều lại nói bà cố nói thôi ông bốn về ngoài đó đi để tối. Đổ mưa xuống trời mưa không có gì được tối lại là xanh ba xanh ông nội ông cố biết là xanh hai tin bà nội con xanh ba con á là ông cố nói thôi nói với chị xui mua cái hộp cho bố hay đến độ vậy chứ nó là dương mười á xanh dương mười con trai đó là bị dần là nó không dần ba vợ nghe mà vợ thứ nhất ra là chết bất đắc kỳ vợ thứ hai là chết luôn chết trơn mà có gì trong đó cũng được không có chuyện chỗ đó mà không mình không tin mình không tin nhưng mà họ chỉ cho cũng có số có đó, phải không? Không nhưng con mình phải cố gắng cho con mình phải có số theo số không được không có thưa với mấy cậu với gì là cái cố gắng của con con cũng vươn lên chứ đối với mặt xã hội á con cũng con đâu có thù ai chẳng hạn như Nguyên bây giờ đem qua đó mà có coi từ ngày có nói sang cũng ở nó quản trị tài chính của nó vợ chồng nó sống rồi nó cũng giữ luôn tiền cho con nó mình có thể mình hỏi nó được mình thôi nó không cần nó không hỏi con mà nó giữ con giữ lên cho bà cái để bà kia lấy tiêu phải vậy đó bây giờ con thương bà đó con không giữ gì con không có học thương thì không phải thương đâu chính xác mà con cái thế này là cái công sức hai đứa làm chung nên con tính con nó hời hợt về tiền bạc nên bà làm gì là con không mình nhưng mà đàn bà không cũng tốt là... thôi không ngồi làm sao mà xen cái chính giữa này ra mới được mới thấy anh nhưng mà anh đứng dậy đi em đâu mà gì mà lo đấy dạ phải thôi đó thể... rồi đó hại như Nguyên vừa chị Tư ngồi đây đâu chị Tư không ngồi đó chị Tư ngồi sau này không có giờ em là hàng người lớn nó giữ nó mới mấy tháng rồi nhỏ nó mang nó giữ con ở nhà nữa bây giờ con về con mẹ nghe rồi đó phần ba em nãy giờ ba về chuyến này ba mang về nhiêu ba mang con chỉ đưa 3-500 nữa 300 nó giữ nó con mang chiếc này về là phần của con nó giờ con không biết cho mẹ vậy cũng được nó cũng biết lo cho mẹ cho em đó nó từ ngày nó sang nó làm giữ nó quản trị tiền của nó rồi quản trị cho con bây giờ nó biết lo khá là biết lo khá là nhờ nó quán vậy mà bằng mà ba nó nay đỡ cho bằng hôn hả da mặt còn nhăn nheo nữa đó cậu anh đâu em bây giờ anh em muốn quay cuốn phim này nói về má nói về lịch sử của má của ba của ông ngoại bà ngoại anh nếu mà như vậy thì nói chuyện sau được không em muốn nghe cũng được tại vì không có bây giờ mà mình gặp được chị Tư Dính cậu Tám ngồi chung lại hết bây giờ này sau này không còn mấy người này nữa là dì Tư dì Chính cậu Tám thì mình không biết lịch sử gì má em là người không biết gì hết nên là em muốn là ai biết về má con nói đi
vì cái lúc má con chết cho cô thì con rất nhỏ tuổi, vì tử là giết thì rất hay ha, giết tạm giết là thầy giáo tướng còn nói giết không lợi đâu nha, rồi giết dữ nó không chính nói về ngoại là nói thì nó cũng biết lo, biết lo gia đình. Cái thằng con nghĩa má con á là trong ngoài cái việc quản lý á, gia đình cũng biết quản lý, đối xử với cây trồng con thôi, gia đình đó cũng ít có hạnh phúc, ít ít thôi, là gì mà chuẩn bị bê tha dữ lắm, thành ra la la cách là xây giữa thân vậy thôi, rồi rồi la cũng bỏ thôi chứ không không có gì. Con lớn hơn Phong thì một người gìn giữ, người ít ra gìn giữ, con còn nhớ, con nhớ nhà dữ lắm, nhớ hồi con học thầy trai còn nhớ mà cái lúc mà má về bên đây má còn giữ chìa khóa tôi không có bà ngoại. Cái nhà cất bên đó là nhà nói gì không không biết ba còn đó ông gì mười à, mười hồi đó là gì mười quản lý gia đình đó mà đi qua có mười nó có cái này ở với bà nội với bà tấn mà không có mấy bà nó không có gì nè. Không có, anh đi sống vậy thôi cho một lúc chung thì không có anh cái này hết. Như vậy là ở với nhà bà nội quá tuổi, phải 50 tuổi vô tư mà đều thấy thân hết, là thấy năm này chứ những năm kia có kia sống cũng ở năm 7 năm là cũng ổn. Con nói cho không, cho không con có ngày có gì hết. Cô hai có chồng về bao nhiêu